Dạ vâng, Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả quý bà con, cô bác, anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô giá rẻ Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Rất vui hôm nay quay lên sóng báo giá cho bà con ba cái mẫu Vios mới về trong ngày cho bà con, cô bác, anh chị này. Vios đời 2016, 2018 mà giá chỉ có 112 triệu là đã có sở hữu một Vios trong ba Vios này các bác nhé. Anh em nào mà cần cửa tiền xe hơn 300, hơn 200, hơn 100 thì cứ liên hệ Khả Năng Ô Tô. Xe nào cũng có các bạn, giá tiền nó hợp lý thôi. Thì có một chiếc cái đời 2018 tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, xe không khoan đục, không taxi, xe đi hơn 7 vạn là chắc gì gia đình thôi, taxi gia đình đấy. Thì chiếc biển Hải Phòng kia màu đen thì nhà em sẽ bán mức giá là 412 triệu đồng. Hôm qua thì cái chiếc đi 1 vạn 3 thì bán 430 thôi, 425 thì đấy. Hôm nay mới về chiếc này đã được nâng độ lên đầy đủ hết các bác nhé, gương điện cục xòe nhé. Bình thường phiên bản số sàn bản 7 túi khí này, bản này bản đủ, 7 túi khí có đèn gầm, có gương cụp gương nhưng không có xi nhan gương đâu, vậy số tự động mới có xi nhan gương. Đấy, anh em nào muốn nâng lên xi nhan gương thì em có thể hỗ trợ các bác với mức giá khoảng tầm đôi triệu anh em ạ. Anh em nào mà muốn bớt hay muốn gặp gỡ Khả Năng Ô Tô thì có thể liên hệ ngay Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 nhé. Giá bán thì em sẽ niêm yết tại cửa hàng là 418 triệu đồng. Anh em nào mà xem thì có thể đến xem xe, liên hệ trực tiếp Khả Năng qua số điện thoại 0326062789. Mẫu xe này em bao zin toàn bộ cho bà con nhé, máy zin, số zin, keo chỉ zin, sơn zin. Sơn thì không để 100% được nhưng mà em nghĩ là sơn zin đến khoảng tầm 97-98%. Rất là đẹp và không đâm đụng gì, đôi đèn pha mấy đèn gầm còn nguyên hết. Tư nhân chính chủ các bác nhé. Xe này thì ông anh gần nhà ở khu vực Tiên Lãng nhà em đây. Ông ấy mua xe mới mua thôi, mới mua lại của người dân đi sang tên nhưng mà lại muốn đổi lên 7 chỗ Xpander. Thế là anh em đã đổi lên Xpander và lấy con này xe này lại để về phục vụ cho bà con, các bác anh chị nào mà quan tâm chiếc xe này. Xe đẹp nhá, nhấc người luôn các bạn, zin hết, bao check hãng luôn. Đấy, bên cạnh đó là một mẫu xe màu trắng tư nhân, một chủ sử dụng từ mới, tên tư nhân, biển Quảng Ninh các bác nhé, không khoan đục. Xe đẹp, mang nước sơn màu trắng mà máy mới đấy các bác nhé, máy mới rồi. Chiếc này xe gia đình nên anh em cũng chào bán mức giá là 369 triệu đồng. Có bớt có giảm thì bà con liên hệ Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 này. Mẫu màu trắng này thì rất là hiếm anh em ạ, hiếm đấy. Xe đẹp lắm anh em nhé, máy zin, máy màu trắng nhé, giống máy con kia rồi. Còn em phong cũ đây thì nhà em có một chiếc mà chỉ giá có 116 triệu đồng thôi, nhưng mà em sẽ để bà con có ba anh chị với mức giá 112. Anh em nào quan tâm thì alo cho Khả Năng. Đấy, có bớt có giảm cho bà con mà, không phải là cứ đăng cả này bán cả đâu. Đấy. Đấy, form thì có hai form, máy đen, máy trắng. Máy đen thì từ L 2003 đến 2016 nhé. Cuối 2016 thì bắt đầu lên máy này. Đấy. Lát nữa thôi thì các anh em nó quay xong thì em sẽ quay phục vụ cho bà con có ba anh chị. Thì đầu tiên thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ một chiếc xe rẻ nhất đi. Chiếc này thì đời 2004 à 2005. Phiên bản limo lưng nhé, biển 34A53381. Giá nên biết ở cửa hàng này 116 triệu đồng. Hợp lý nhỉ? Giá quá hợp lý thôi. Ngày xưa bán toàn 140 thôi. Bây giờ bán có 116 triệu mà còn bớt nhé các bác nhé. Còn bớt nhiều luôn. Đấy. Anh em nào quan tâm alo cho Khả Năng đi. Đây này, nội thất cũng sạch sẽ rồi. Nói chung dòng này thì phù hợp cho anh em nào tập lái, dạy lái, học lái, hoặc là anh em nào có cửa tiền hơn trăm chạy kiếm cơm dịch vụ tí tí thôi. Chứ còn nếu mà bảo mà xe mà đẹp thì không có đâu, vừa thôi. Mà máy rất là ngon, Vios thì không phải lành, thì quá lành luôn, không phải là lành nữa. Đấy. Keo chỉ thì nôm nhôm, chỗ còn chỗ mất nhưng nó cũ rồi, nước sơn thì đã làm lại nhá, đã làm lại sơn nó sạch sẽ. Đèn này hơi nứt một tí vỡ này, anh em thay cái mặt đèn này được nhé. Cái này em hỗ trợ thay cho bà con khi bà con lấy xe. Còn sơn thì vừa làm sơn xong, sạch sẽ rồi các bạn. Nội thất cũng đẹp đẽ. Nói chung với cửa tiền mà xăng ít tiết kiệm thì Vios là sẽ là lựa chọn hàng đầu. Sau đó anh em muốn hướng đến cái dòng Genta, Gentiek này. Đấy, cái dòng Vios này, Vios Nimo nhé. Đời thì đời 2005 thôi. Ngày xưa toàn bán 130, 140, thế bây giờ bán có 101. Đấy, còn bớt nhé, 116 triệu niêm yết tại cửa hàng, nhưng còn bớt cho bà con có ba anh chị với mức giá của mà Khả Năng Ô Tô sẽ yêu cho bà con, để bà con đến xem xe. Liên hệ Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu những mẫu xe mà bên em mới về và làm việc tại cửa hàng. Anh em là trước khi đi nhớ alo trước nhé, xem có ở nhà không thì anh em qua gặp gỡ giao lưu nhau cho nó vui. Nhiều bác mua về nhà đấy bảo hôm nay anh xuống chú mua, nhưng mà đôi khi anh em nhân viên sale thì con nào nó chả đẹp đúng không? Anh em sẽ không biết được con nào đẹp cứng hay là con nào như nào, tình trạng xe cộ như nào, thì anh em cứ phải alo cho Khả Năng để em còn báo cho các bác vì cái uy tín của em. Anh em mà xuống mua gọi người khác mà đến lúc mà bảo là mua chỗ em thì không phải đâu nhé các bác nhé. Em cứ báo trước cho anh em thế, vì anh em nhân viên sale thì người ta sẽ được việc bằng được thì thôi. Còn bên em thì lại rất là dễ tính, vì cái tính của em nhé, kể cả đôi khi các bác tư vấn hỏi em này, em ơi theo em có được không, em bảo luôn thôi anh ạ, đừng mua. Anh em cứ hỏi con sạp bắc, mua sạp bắc về chạy dịch vụ được không,
thì em cứ bảo luôn anh em mà thôi anh em đừng mua Spark và chạy dịch vụ khổ thân anh ạ. Sau này nó hỏng nữa anh em đi giữa đường mà hỏng xe mà khách ngồi trên xe là chết, đừng mua cái dòng đấy. Spark mà mấy chục triệu đấy anh em. Anh em về đi gia đình thôi. Đi gia đình thì mình hỏng mình còn sửa được. Nói thật với bà con luôn, mình biết bao giờ nó hỏng đâu. Chứ còn cái dòng xe mà cao tiền như này thì anh em an tâm này, chạy dịch vụ này, mua càng cao càng tốt. Ngay cả cái con kia anh em chạy dịch vụ còn an tâm hơn con Spark nhé. Con đấy có hơn trăm tí thôi, anh em cố con đấy chạy dịch vụ còn chạy được. Đôi khi các bác chạy cổng bệnh viện hay là chạy vùng cao, đồi núi các thứ này anh em mua xe đấy là vừa tiền thôi. Chứ còn nếu thật là càng xe càng đẹp thì càng tốt, nhưng mà không có tiền thì anh em lựa. Chứ còn mấy con Spark thì để chạy dịch vụ đóng liên tục thì vẫn đi được nhưng mà nguy hiểm. Nhỡ may nó hỏng thì sao đúng không? Đấy thì có thế nào nói thế thì các bác thông cảm, em nó thẳng tính đấy. Những con nào zin thì em bao zin luôn hai con xe này nhé, em không mất một phân cao chỉ nào luôn. Hai con Vios này. Hai con 16 với con 18 này. 18 kia là cuối form lên form mới nhá các bác nhá. Màu đen này, anh em đang quay đây. Thì em sẽ quay kỹ cho bà con. Thì đêm quay sẽ con sang con trắng này. Con trắng này thì đời 2016 cũng một chủ sử dụng từ đầu. Chiếc này biển 14A23046 này. Chiếc này thì chắc là cũng tư nhân nhưng mà người ta không chạy gia đình đấy, chạy dịch vụ gia đình đấy chứ không chạy taxi hãng. Nên là còn rất là đẹp anh em ạ. Đấy. Nội thất này các bác nhìn như mới luôn. Con xe này xuất sắc từ trong ra ngoài nhá, như mới này. Đấy, không hề khoan đục nhá, không taxi. Không đóng vào hãng taxi, còn lại anh em chạy dịch vụ ở nhà hay không thì không biết, nhưng mà nội thất rất là mới này anh em nhìn này. Đấy, mới đẹp lắm. Con xe mà zin keo chỉ zin như này thì anh em mua rất là an tâm nhé. Con này màu trắng này rất là hiếm anh em ạ. Rất nhiều các bác hỏi màu trắng thì hôm nay em khả năng có về màu trắng đây. Eo chân nỉ nguyên bản không bẩn tí nào này. Bọc ni lông củ số đây các bác ơi. Vô lăng củ số đây. Không khác gì xe mới luôn. Xuất sắc này, đây. Vô lăng đây. Đấy, màn hình này đầy đủ hết rồi, màn hình cam nùi. Đấy, bên trên này còn gắn gì đây không biết. Anh em gắn cái gì đây không biết. Nói chung là ghế cũng đẹp luôn, ghế da đẹp, ốp bậc lên xuống, ốp inox này. Đấy. Đây này, keo chỉ zin luôn, không hề mất phần nào luôn. Xe đẹp, sạch sẽ, giá tiền thì hợp lý. Cửa tiền hơn 360 một tí thì xe gia đình như này thì anh em an tâm rồi. Nếu xe đóng hãng mà đổi màu taxi mining các thứ đấy, hay là taxi ở miền Nam chuyển về thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 301-320 thôi anh em. Anh em cứ đừng so sánh nhiều quá anh em ạ. Nhiều các bác cứ nghĩ là chỗ nọ nó bán rẻ, chỗ kia bán rẻ rồi bóc phốt nhau đầy đấy. Anh em đừng có mà tham rẻ. Nói thẳng luôn, không tham rẻ đâu, tham rẻ chết ngay. Đây này anh em nhìn này, keo chỉ zin này. Đấy, zin hết này các bạn. Mua con xe như này về chạy dịch vụ nó an tâm. Trắng trẻo đẹp trai nhé các bác nhé. Lên đường với giá 369 triệu đồng. Có bớt có lọc lá khi bà con alo cho em khả năng. Qua số điện thoại 032-60-62-789 các bác nhìn này. Nội thất rất là đẹp này. Ngay cả cái bên lái cũng không hề mòn nhé các bác nhé. Rất là đẹp luôn, vân trần còn nguyên này. Không bị mòn chữ này anh em nhìn thấy chưa. Rất là đẹp, sạch sẽ. Trời thì đang chuẩn bị mưa anh em ạ. Đấy, nhìn này, đấy. Vô lăng này. Xe đi hơn 8 vạn các bác nhé, hơn 8 vạn. Đấy, trần nỉ. À, hơn 6 năm rồi, 6 năm sử dụng thì hơn 8 vạn. Có thể là hơn, nhưng mà em thấy vô lăng củ số rất là mới. Có thể chỉ là 10, 12 vạn hay 15 vạn gì đó. Đã mua xe của thợ thì kiểu gì người ta cũng can thiệp anh em ạ. Đồng hồ không đôi khi không quan trọng. Quan trọng là cái chất máy và cái chất gầm bệ và cái thân vỏ nó có đâm đụng hay không. Cái đấy mới là cái quan trọng nhé. Đăng kiểm dài luôn, tháng 6 năm 2023. Các bác nhìn thấy chưa? À, rất dài và miên man luôn. Và tư nhân chính chủ khả năng ô tô đi mua các bác nhìn này. Đấy. 369 triệu đồng, đời 2016 nhé. Chính chủ của khả năng ô tô luôn. Em đã mua về đây và em đầu tư. Nên là giá cái bao giờ em tốt hơn, tốt nhất và người quyết định cái giá bán của chính chiếc xe ở đây. Đấy các bác cứ lựa cân đối hợp lý thì anh em alo cho khả năng qua số điện thoại 032-60-62-789 nhá anh em nhé. Đấy nội thất này, ngoại thất rất là đẹp, form dáng đẹp. Đèn đôi đèn pha còn nguyên zin theo xe. À, anh em nhiều nhìn cái đèn pha nó hơi cũ một chút đúng không? Nhìn nó không được đẹp bằng đèn mới nhưng mà anh em nên nhớ là cái đèn này đèn zin nhé. Đèn zin theo xe thì nó sẽ có độ bền cao hơn và cái chóa của nó tốt hơn. Nếu anh em thay đèn mới nó chỉ được một thời gian nó sẽ nứt hết chân chim ra. Đấy. Như với đôi đèn pha của nó màu đen nó cũng thế này, nó là đèn zin theo xe. Máy gầm zin, nội thất zin hết, khoang máy mọi thứ đều zin hết. Tí nát nữa thôi em sẽ quay nẻ từng chiếc một để cho bà con có anh chị nào mà muốn quan tâm có thể alo trực tiếp cho khả năng để làm việc qua số điện thoại 032-60-62-789 này. Đây form mới đây, form mới đời 2018 nhé. Bây giờ giá xe mới nó cũng tăng 60 triệu rồi các bạn. Giá xe mới nó tăng 60 triệu. Thì anh em nào mà muốn quan tâm đến dòng xe Vios thì anh em mua sớm thêm một tí. Bây giờ giá nó cao lắm. À, xe đẹp thì em cứ sẵn sàng em mua cao các bạn ạ. Những chiếc xe như này em sẵn sàng mua 380 về bán 400 các bác nhé. Đấy. Đấy các bác nhìn này. Đây. Về dọn dẹp thêm một tí nữa thì xe đẹp cứ mua 380-390. Đấy. Anh em có bán cho khả năng ô tô alo ngay cho em. Qua số điện thoại 032-60-62-789 ạ. Mẫu xe này thì các bác nhìn thấy không? Đây này, 7.3 này. Đấy, 7.3 xịn ấy. Màn hình Android nhá, cam nùi, cam hành trình đầy đủ hết rồi. Đấy, em vừa mới chạy lên các bác nhìn thấy không? Củ số cũng đẹp, miên man luôn, vô năng này. À, chiếc xe này thì bản đủ các bác nhé. Bản đủ thì nó lại có cái như này.
Nó có hai phiên bản, một phiên bản nội thất đen, một phiên bản nội thất kem như này. Em thích cái nội phiên bản nội thất đen, nhưng mà nhiều anh em thích cái nội thất kem này hơn, nên em thích màu đen hơn. Nhiều anh em thích màu đen này, nhưng màu đen này mới là bản đủ nha các bác nhé. Bản đủ 7 túi khí này, 7 túi khí này, gương kính chỉnh điện cụ xòe gương thì em chế ở đây rồi. Đấy. Vì nguyên tắc cơ bản của dòng Vios từ đời 2018 trở lên ấy là nó không có cái gương cụp xòe gương và xi nhan gương theo xe. Phiên bản số sàn chỉ có phiên bản số động mới có thôi, và đèn gầm không có luôn. Nhưng chiếc này đã lưng độ đầy đủ hết nhé các bác nhé. Keo chỉ cánh zin này. Zin hết, không taxi. Không đóng hãng. Đấy. Nét căng này. Biển đẹp luôn cho anh em Hải Phòng giữ biển nhé. Anh em Hải Phòng có thể giữ biển trả góp thôi được, nhưng mà trả góp rất là lâu. Các bác đừng làm trả góp nữa, bận lắm. Đấy. Này anh em nhìn này, keo chỉ zin hết nhé. Không mất phần nào luôn, xe đẹp từ trong ra ngoài này. Đấy, màn hình Android, máy zin, sơn zin. Đấy, nội thất zin hết. Xe đẹp, nét căng từ trong ra ngoài luôn. Không mất một phần nào, keo chỉ luôn. Giá bán thì em có bớt có giảm nộc lá cho bà con nữa, anh em cứ an tâm. Đến xem xe, liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu những mẫu xe mà nó đẹp, nó zin. Đợt này bọn em mua rất là gấu, mua cao luôn, mua cao lên để mua được xe đẹp để phục vụ bà con các bác anh chị. Vì đợt này xe nó cũng hot lắm, nó không hề rẻ nhé. Các bác hãy cân đối làm sao mà có tư vấn được thì anh em mua được xe ở đâu thì anh em có thể gọi cho Khả Năng Ô Tô nhé, để cộng luôn về bán cho nhân dân. Vì rất nhiều người cần xe nhưng mà giá xe giờ nó đang cao. Ngày trước những chiếc xe như này thì chắc chỉ bán khoảng tầm 3.9 thôi. Bây giờ phải bán 4.1 rồi. Nhìn nó đắt ra hơn rất là nhiều. Đấy. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Em xin dừng video ở đây và quay riêng chiếc xe này nhé, để phụ vụ bà con. Quay từng chiếc một để phụ vụ bà con. Trân trọng cảm ơn bà con và hẹn mọi người trong một clip tiếp theo.